xong à? Điều quá đi. Dài này để đi đám cưới tự nhiên là mang vậy con. Cười đi. Nhẹ đi. Kê. Trông ơi. Cười đi con. Cứu à. Mặt xạo quá, lúc nào cũng muốn cười hết nữa mà. Con đang coi gì đó Cường? Con coi nhà. Ai bật vậy? Chị Cường. Chị Cường bật cái hả? Mẹ tắt đi.
kìa. Cười miệng thương quá. Tội nghiệp quá, giật mình hoài vậy con hả? Đó, anh này buồn ngủ rồi nè. Con buồn ngủ rồi phải không? Đi ngủ nha. Tới này ngang trưa không bao giờ chịu ngủ ha. Bây không có biện pháp gì với con hết. Gặp mẹ là con nguy hiểm rồi con rồi. Mẹ đánh con cho con coi. Thôi buồn ngủ rồi, tắt đi ngủ con ơi. Mẹ đang đứng nè. Mẹ đứng đâu? Mẹ đứng bên hông con không thấy đâu. Mẹ đứng ở bên kia kìa, con có thấy. Dễ thương quá, chúng ta dễ thương quá. Chịu giờ ngồi đi cái đu này lâu bộ rồi nghe, giỏi nghe. Lâu bộ rồi đó nghe, mấy tiếng đồng hồ rồi đó nghe. À, giờ ghê quá. Ôi dính thiệt đó, dính thiệt đó. Ẹ à, đó, dính thiệt đó. Yeah, dính thiệt chứ Cường ăn cái mũi kìa, ghê quá. Ừ, anh cũng phải chạy. Biết làm bộ dữ lắm. Thẳng lên chứ. Quỳ thẳng lên. Quỳ thẳng lên mẹ quay phim coi. Ừ, mỗi lần bắt quỳ quỳ vậy đó phải không? Đau không? Con thích không? Thích quỳ không? Quỳ sướng lắm hả? Ờ, vậy quỳ nữa đi. Mẹ đi làm đi anh chi vậy? Cường chứ Cường đâu có coi phim ca nhạc đâu mà để chi vậy, mẹ tắt ra mẹ không coi đâu. Ngồi cạp cái kẹo kẹo kìa. Thông ơi, làm gì đó con? Ai vậy con? Thank you.
gì đâu. Gì con? Ở trong động có mền đó. Trong động có hai cái mền trống. Cái mền trống. Nha. Chạy quá mà, thôi không đi đâu.
mũi cũng chịu nổi, nó móc cho bằng hết. Giờ đó. Yeah.
Con bị quỳ, chí Cường bị quỳ. Chí Cường bị quỳ tại vì chí Cường lì quá, lì rồi thầy, thành ra chí Cường bị quỳ, phải không? Chí Cường bị quỳ gối á. Chí Cường quỳ á. Phá gì vậy? Tại Chí Cường phá đó. Phá gì vậy? Không biết phá gì nữa. Phá gì vậy? Mẹ. Hỏi mẹ coi. Kêu kêu.
là cái em họ của ông chồng mất dịch của tôi, cái thằng mất dịch đó mà. Nhà tôi thì cũng không nhận ra anh nữa. Không phải mất dịch gì đâu, chịu nhận tôi thôi. Vậy mở nhà cho đi. Này ban ngày thì dễ mà ban đêm hơi khó ăn chơi, con cái thức dậy chơi chịu ngủ. Chí Thông à, ngay ngày Tết đó, được 7 tháng, 16 cây. Quỳ đã ngủ mà. Ngay cả cái cần cổ bị nhuộm màu vàng kim lại quá trời mới nhất đó nha. Tiên tàu là chuyên môn chè, canh bổ, nhất là chè khoai lang. Ngoại nằm được, sợ ngoại đi về lấy gối mình ra cho ngoại nằm á, gối bự kìa, con vô con lấy gối lớn kìa, gối đó đâu có được, Cường lấy gối kia kìa, con lấy gối của B á, gối này nhỏ lắm, ông ngoại nằm không có được. Ngoại nằm bên đầu mà. Ồ, ở bên đầu sao coi phim?
kia kìa. Bữa kia kìa con. Đấy, nói đàng hoàng nói vậy hả? Ông ngoại nằm nghỉ. Ông ngoại nằm nghỉ hồi đó mà. Đi chiếc cường chạy. Chiều 16 ha.